Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên muối Sahu, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ được công nhận chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản thực phẩm an toàn. Với 6 sản phẩm được chế biến từ muối Sa Huỳnh, bao gồm muối hột, muối hầm, muối xay, muối tre và hoa muối. Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn này tiêu thụ bình quân 200 tấn muối Sa Huỳnh mỗi năm để chế biến thành các sản phẩm có giá trị cạnh tranh cao trên thị trường. Sản phẩm hoa muối có giá từ 34 đến 36.000 đồng 1 kg, cao gấp 15 đến 17 lần muối nguyên liệu. Muối ống tre giá từ 90.000 đến 100.000 đồng 1 kg, cao gấp 50 lần muối nguyên liệu. Về phía doanh nghiệp thì để việc xuất khẩu chúng ta có thể xuất khẩu những cái dòng muối chế biến được. Ví dụ như là muối tre hoặc muối hầm hoặc là hoa muối hoặc là những cái dòng muối mà có chất giá trị cao hơn thì có thể là tiềm năng sẽ xuất khẩu. Đấy, thay vì mình tập trung vào muối thô thì mình hãy tạo những cái sản phẩm giá trị cao hơn nhưng mà chất lượng nó tốt thì mình vẫn có thể xuất khẩu được. 4 năm triển khai thực hiện mô hình sản xuất lúa gạo Việt Gáp. Quy mô 50 ha tại hai xã Đức Thạnh và Đức Phú, huyện Mộ Đức. Năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn Nông Lâm Nghiệp TBT đã được ngành chuyên môn cấp giấy chứng nhận chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản thực phẩm an toàn. Đối với 3 sản phẩm gạo lứt Ấn Trà, gạo lứt đỏ Ấn Trà, gạo lứt tím Ấn Trà. Chúng tôi cũng đã kết nối được với các đơn vị xuất khẩu lúa gạo ở miền Tây, các tỉnh như Long An và Tiền Giang để chúng tôi thực hiện kết nối là xuất khẩu gạo ra thị trường thế giới. Để phát triển chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn hướng đến xuất khẩu, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi đã mạnh công tác tuyên truyền và vận động các doanh nghiệp có sản phẩm chất lượng để doanh nghiệp đăng ký chứng nhận sản phẩm thực phẩm an toàn. Thời gian sắp tới, doanh nghiệp sẽ liên hệ với Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm thủy sản để Chi cục hỗ trợ bên doanh nghiệp làm cái bộ thủ tục truy xuất nguồn gốc để cho người tiêu dùng họ an tâm hơn khi dùng sản phẩm của bộ khu Thu Ba. Được như vậy thì Thu Ba mới có thể được vươn xa hơn đến các nước châu Âu, châu Á. Tiếp tục hỗ trợ các cơ sở hoàn thiện cái trang thiết bị, hoàn thiện về điều kiện nhà xưởng, hoàn thiện về bao bì nhãn mát để giúp cho sản phẩm nó có sức cuốn hút hơn đối với người tiêu dùng. Chi cục cũng sẽ tiếp tục tăng cường công tác quảng bá, kết nối giao thương các sản phẩm đã được chứng nhận chuỗi, giúp cho các sản phẩm này nó mở rộng được thị trường, đồng thời là định hướng đến xuất khẩu. Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 32 chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản thực phẩm an toàn được thẩm định và cấp giấy chứng nhận. Các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được thẩm định đánh giá nhiều tiêu chí liên quan đến quy trình sản xuất, sơ chế, chế biến và đóng gói sản phẩm, đáp ứng các điều kiện về truy xuất nguồn gốc, xuất xứ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý cũng như chất lượng sản phẩm, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng và đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.